Trong khi các đối thủ hàng đầu như Samsung đang bắt đầu cho thấy sự đi xuống trong doanh số bán hàng, thì Apple vẫn tiếp tục giữ được phong độ của mình tại thị trường Trung Quốc. Apple gặt hái được thành công khi số lượng iPhone bán ra liên tục tăng cao. Tín hiệu đáng mừng là Apple đã nắm giữ thị trường chính tại những nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới. Theo báo cáo của Apple, trong 6 tháng đầu năm 2014, công ty bán được 35,2 triệu iPhone, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Máy tính Mac cho thấy tình hình khả quan hơn khi bán ra được 4,4 triệu máy. Tuy nhiên, đối nghịch với iPhone là máy tính bảng iPad với quý thứ hai liên tiếp tụt dốc khi chỉ bán ra được 13,3 triệu chiếc, thấp hơn so với dự đoán. Nguyên nhân là do sự cạnh tranh mạnh mẽ từ những dòng máy tính bảng giá rẻ của Android. Apple chính là người thay đổi diện mạo cuộc chơi. Tuy nhiên, nếu muốn cạnh tranh với những đối thủ khác, họ nên quan tâm hơn đến thị trường phablet, một sản phẩm line giữa smartphone và máy tính bảng. Theo tôi, Samsung có một lợi thế lớn, đó chính là kích cỡ màn hình. Một tín hiệu đáng mừng cho Apple là đối thủ chính của họ, Samsung, đã không tiêu thụ mạnh dòng Galaxy S5 tại thị trường Trung Quốc như dự báo trước khi ra mắt.